nha. Đây là mình nha. Hôm nay công ty Taiko xin giới thiệu một sản phẩm cũng rất là tốt. Hàng là hàng Liquid Moly. Sản phẩm này là Gunmi Ly các bạn thấy không? Sản phẩm này có dung tích là 500 ml và được xuất xứ từ Đức các bạn. Đây các bạn. Xuất xứ từ Đức. Sản phẩm này có công dụng là dùng để dưỡng và bảo vệ những cái ron phốt cao su trên xe bạn á, những cái ron trên cửa, kính rồi này nọ. Các bạn xịt trực tiếp lên và đợi trong 5 phút và dùng khăn mềm lau lại. Thì nó là dùng để dưỡng và bảo vệ, nghĩa là bạn hạn chế những cái vết nứt là độ giòn của xe ô tô xài lâu năm á, bạn dễ bị giòn, dễ bị nứt, vỡ. Thì mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ số hotline bên dưới để được tư vấn. Rồi các bạn hãy lên trang web taiko.vn để được tư vấn miễn phí nha. Chào và hẹn gặp lại.